Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn Vinh Trần Zalo Phôi Hoa Dưới Mỹ nha bà con. Những cây phôi là một tác phẩm rất là đẹp luôn, lắc lượng quái. Xin mời bà con và các bạn mình cùng xem và Zalo với Vinh Trần ạ. À, chào Vinh. Chào anh Lim, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của nhà vườn em. Hôm nay quay trở lại em Zalo của chú anh chị mình một số combo hai cây giá mềm. Rồi, cặp đầu tiên là cặp số 1 em Zalo với mức giá là 200.000 đã bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Quanh cây thứ nhất là 21. Cây thứ hai em đo hoành cũng là 21, cao tương đối là 43 và đế cao là 29. Cặp này 200.000 nha cô chú anh chị, số 1. Rồi em xuống cặp số 1 lên tiếp tục cặp mã số 2. Số 2 là một cây cặp tông cao. Đó, số 2 là một cặp tông cao cô chú anh chị. Đó, cặp số 2 thì nhà vườn em giao lưu là 250.000 nha. 250.000 cho cặp số 2 này em bao phí ship ạ. Cái này em hạ hoành với chiều cao nha cô chú anh chị. Hoành là 20, cao là 68. Hoành bên này cũng là 20, cao bằng nhau. Đó, cặp này là 250.000 mã số 2 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cặp số 2 lên tiếp tục cặp mã số 3. Cây lùng lực rất đẹp. Đó, rồi lên tiếp cặp số 3. Cặp số 3 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000. Đó. Hoành dao động là từ 19 trở lên nha cô chú anh chị, 19 trở lên nha. Cặp số 3 230.000. Rồi em xuống cây cặp mã số 3 này em lên tiếp theo là cặp mã số 4 ạ. Số 4 là một cặp đế cao quái của chú anh chị. Cặp mã số 4 này em xin giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá cũng là 230.000, 230.000 nha cô chú anh chị. Cặp mã số 4. Rất là ok nha cô chú anh chị. Đó, hôm nay là quay trở lại clip đầu tiên thì em lên cho cô chú anh chị là một số cặp giá mềm. Đó, cô chú anh chị mình nhiệt tình ủng hộ nhà vườn em. Và nhà vườn em là bao sống bảo hành của chú anh chị là 30 ngày. Không lên mầm đổi cây khác của chú anh chị mình nha, cứ yên tâm. Rồi, cặp này là 230.000, cặp mã số 4. Rồi, em xuống cây cặp mã số 4 này em lên tiếp tục cặp mã số 5 ạ. Đó, cặp mã số 5 một cặp bởi quái. Cặp này thì 200.000 của chú anh chị, bởi đế quái nha. Bonsai bởi đế quái. 200.000 cho cặp mã số số 5. Đó, rất là ok nha cô chú anh chị ơi. Cặp mã số 5 200.000. Rồi, em lên tiếp tục cặp mã số 6 là một cặp dáng chật nha cô chú anh chị. Dáng chật tông thơm cao nha. Cặp số 6 này thì 250.000. Đó. Cái này cặp này là hoành dao động 20 trở lên nha cô anh chị. 250.000 cho cặp số 6. Rất ok nha, cặp tông cao chuẩn đẹp luôn, dáng chật luôn. Rồi, em xuống cặp mã số 6 này em lên tiếp theo cặp mã số 7 ạ. Rất là ok nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cặp mã số 7. Số 7 này em giao lưu cũng với mức giá là 230.000 cho cặp mã số 7 nha cô chú anh chị. Chỉ có 115.000 cây đã bao gồm phí ship của cô chú anh chị. Rất là rẻ, rất là bèo nha cô chú anh chị ơi. Đó, số 7 230.000. Rồi em xuống cặp mã số 7 em lên tiếp tục cặp mã số 8 ạ. Số 8 là một cặp dáng chật nữa cô chú anh chị. Số 8 một cặp dáng chật nữa. Cặp số 8 này là 230.000 nha cô chú anh chị. 230.000 cho cặp mã số 8 ạ. Đó, cây này nhà vườn ông dâm ủ lên mầm sống khỏe rồi cô chú anh chị cứ yên tâm nha. Cặp mã số 8 230.000. Rồi em xuống cặp số 8 em lên tiếp tục là cặp mã số 9 ạ. Tiếp theo là cặp mã số 9. Cặp mã số 9 này là 200.000 nha cô chú anh chị, 200.000 cho cặp số 9 này nha. Đó. Cây thì hoành dao động từ 19 trở lên nha cô chú anh chị. 200.000 cho cặp mã số 9 ạ. Rồi em xuống cặp mã số 9 lên tiếp theo là cặp mã số 10. Số 10 lên cây lẻ đi. Có cây này nó không có vô cặp được với cây nào chứ cô chú anh chị. Siêu quái. Siêu quái nha. Số 10 này thì em giao lưu với mức giá là 100 để giá mềm của chú anh chị 130.000 cây số 10 này luôn, 130.000. Rồi, xuống cây số 10. Lên tiếp tục cặp mã 11. Cặp mã 11 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho cặp mã 11. Hai cây này không xứng luôn cho anh chị, để em đổi cây khác nha. Cặp mã 1 để em đổi cây khác. Đây, về mới xứng nè. Đó.
cặp mã 11 này vẫn giao lưu với mức giá là 230.000 cho hai cây lớn này luôn nghe cô chú anh chị. Rồi em xuống cặp mã 11 mình lên tiếp tục cặp mã 12 ạ. Rồi, cặp mã 12 này 230.000 luôn ạ. Form dáng đế rất là ok nha cho anh chị. Mã 12 230.000 cho cặp mã 12 nè. Rồi, xuống cặp mã 12 lên tiếp tục là cặp phôi mã 13 ạ. Hai cây mã 13 này. Cặp này thì em bán 180.000 nha cô chú anh chị. 180.000 cho cặp mã 13 này em bao phí ship nha. 180. Rồi, em xuống cặp mã 13 này em lên tiếp tục cặp mã 14 ạ. Rồi, cặp 14 này em giao lưu với mức giá là 200.000 nha cô chú anh chị. Một cặp dán chật luôn. 200.000 cho mã 14. Hai cây. Lên tiếp tục là mã 15 chết xuống. Rồi, mã 15 này cặp này em giao lưu cũng là 200.000. 200.000 cho cặp mã 15. Quá ok nha cô chú anh chị. Đới đóng rất là ok luôn. Mã 15 200.000. Rồi, xuống mã 15 lên tiếp theo là mã 16. Cặp 16 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho cặp mã 16. 180.000 cây của chú anh chị rẻ bèo. 180.000 cho cặp mã mười mấy? 16. Rồi, em xuống cặp mã 16 lên tiếp tục là cặp mã 17. 17 cặp này em giao lưu là 200.000 nha cô chú anh chị. 200.000 cho cặp mã 17 nha. Rồi, em xuống cặp mã 17 này em lên tiếp theo là 18 ạ. À. Xuống cặp mã 17 lên tiếp tục là mã 18. 18 một cây bậy đặt, một cây một gãy co lắc quái, cũng 200.000 cho hai cây này. Cây bên đây là một gãy co lắc quái của chú anh chị, cây bên đây là bậy đặt. Đó, mua cặp này chơi hai thể loại nha cô chú anh chị. Rồi 200.000. Mã 18. Rồi, xuống cặp mã 18 lên tiếp cặp mã 19. 19 180.000 luôn nha cô chú anh chị. Một cây dán bay. Rồi đế quái, một cây dán quyền bởi đế quái cô chú chị. Cặp này em giao lưu là 180.000 bao phí ship tới nhà. Rồi, xuống cặp mã 18 này lên tiếp theo là cặp mã 19 nè. Xuống 19 lên tiếp tục 20 cô chú anh chị. Rồi, cặp mã 20 này em xin giao lưu là 180.000 nha. 20 180 ạ. Rồi, xuống cặp mã 20 này em lên tiếp tục là 21 nha cô chú anh chị. Rồi, cặp 21 này em xin giao lưu với mức giá là 230.000. 230.000 cho cặp phôi hoa với Mỹ mã 21 ạ. Rồi, em xuống cặp mã 21 và lên tiếp tục cặp mã 22. Lên 25 cặp đi. Tiếp tục 22, một cây form cao, một cây đế lùng nha cô chú anh chị. Cặp này cũng là 230.000 nha. 22 230.000. Quá ok nha cô chú anh chị. 230.000 cho cặp mã 22 này. Rồi, em xuống cặp mã 22 lên tiếp tục là cặp mã 23. Rồi, cặp 23 này một cặp to nha cô chú anh chị. Rồi, cặp 23 này chà bá luôn. Giao lưu cô chú anh chị với mức giá cũng là 230.000 luôn nha cô chú anh chị. 230.000 cho cặp mã 23 nè.
Rồi em xuống cặp 23 lên tiếp tục cặp mã 24. Cặp 24 này 250.000 này cô anh chị. Bự đới quá nha cô anh chị, 250.000 cho cặp mã 24 ạ. Ok không cô chú anh chị ơi, đới quá đẹp luôn nha. Rồi em xuống cặp mã 24 lên tiếp tục cặp mã 25 ạ. 25 là một cặp lùng lực bầy to. Cặp mã 25 này em giao lưu với mức giá cũng là 250.000, bợ chà bá luôn cô chú anh chị, hoành lớn luôn nha. Rồi cặp mã 25 này là 250.000. Và cặp mã 25 này cũng là mã kết thúc clip này. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ nhà vườn em. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn Vinh Trần. Cảm ơn bà con mình nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp của nhà vườn Vinh Trần nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều ạ.